Xin kính chào các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Hôm nay tôi xin phép được trình bày hoạt động tổng kết dược lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai trong cái thời gian hiện tại và một số định hướng phát triển công tác dược lâm sàng tại bệnh viện trong thời gian sắp tới. Quá trình dược lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai thì đã có hình thành từ rất lâu, từ những quá trình trước đã có các dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện. Tuy nhiên, bắt đầu đến từ năm 2006, các dược sĩ với từ 6 đến 7 dược sĩ lâm sàng thì đã triển khai hoạt động dược lâm sàng tại hai đơn vị là hồi sức tích cực và nội tiết. Từ những năm 2007 đến 2020, số lượng dược sĩ lâm sàng phát triển qua hàng năm, và đến hiện nay thì chúng tôi có 13 đến 15 dược sĩ lâm sàng triển khai công tác tại khu vực nội trú và bảo hiểm y tế ngoại trú. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có 7 dược sĩ tại các hệ thống nhà thuốc để trực tiếp làm công tác dược lâm sàng, tư vấn cho các bệnh nhân sử dụng thuốc. Và trong cái quá trình phát triển thì phải nói đến tận hiện nay thì chúng tôi đã có cái đội ngũ dược lâm sàng thường xuyên hoạt động tại các đơn vị, ngoài các cái đơn vị như là hồi sức A9 và các cái đơn nguyên bệnh nhân nặng thì chúng tôi đã có các thường xuyên ở các đơn vị như là y học hạt nhân, huyết học, tim mạch, các cái khoa phẫu thuật. Và dược sĩ lâm sàng hiện tại thì rà soát toàn bộ các đơn thuốc nội trú và có những cái chương trình kháng sinh, quản lý kháng sinh rất là mạnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học so với cả những cái thời kỳ trước thì năm nay là một năm có nhiều đổi mới. Chúng tôi thường xuyên duy trì các hoạt động dược sĩ đào tạo cho các dược sĩ đại học và rất là phát triển rất nhiều các cái nghiên cứu khoa học ở cấp cơ sở. Những cái văn bản hiện nay thì chúng tôi thực hiện công tác dược lâm sàng dựa trên các văn bản hướng dẫn chính, đó là Nghị định 131 có hiệu lực bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 về hoạt động dược lâm sàng, và kèm theo đó là các cái quyết định liên quan đến triển hướng dẫn về hoạt động kháng sinh như là quyết định 5631, hai cái thông tư về dược lâm sàng có rất là quan trọng đối với dược lâm sàng, đó là thông tư 23 về hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh viện và thông tư 21 về năm 2013 về hướng dẫn hoạt động hội đồng thuốc điều trị. Trong cái công tác dược lâm sàng đã triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi có 5 cái mảng chính mà chú trọng phát triển, đó là đầu tiên phải nói đến công tác về thực hành dược lâm sàng, duyệt đơn và hội chẩn chuyên môn của các dược sĩ. Đấy là công việc rất là thường quy hàng ngày. Công tác thứ hai đó là công tác thông tin thuốc. Có một tổ thông tin thuốc sẽ thường xuyên cung cấp thông tin thuốc dưới rất nhiều hình thức, và tôi sẽ xin phép báo cáo chi tiết tiếp theo. Công tác cảnh giác dược cũng là một cái công tác mà Bệnh viện Bạch Mai luôn luôn là một trong những điển hình của so với các bệnh viện trong toàn quốc về công tác hoạt động cảnh giác dược. Một công tác nữa mà chúng tôi thực hiện rất là thường xuyên đó là quản lý sử dụng kháng sinh. Đây là một cái trọng tâm của công tác dược lâm sàng của bệnh viện. Và cuối cùng, một trong những cái hoạt động nổi trội của chúng tôi đó là về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tôi xin phép đi vào từng mảng. Đầu tiên đó là thực hành dược lâm sàng, duyệt đơn thuốc và hội chẩn chuyên môn của các dược sĩ lâm sàng. Hiện nay với công tác thực hành dược lâm sàng thì chúng tôi có đi buồng trao đổi các ca bệnh cùng các bác sĩ điều trị, với cụ để đi buồng trao đổi với cả các, và chúng tôi chia thành hai nhóm là với các khoa mà thường xuyên ngày nào cũng có các dược sĩ đi cùng với các bác sĩ, và chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp các thông tin hiệu chỉnh liều thuốc cho các bác sĩ. Công tác dược sĩ lâm sàng cũng sẽ rà soát đơn thuốc của tất cả các bệnh nhân nội trú và ngoại trú hàng ngày trong bệnh viện với một con số đơn thuốc khổng lồ hàng ngày. Về hội chẩn chuyên môn thì chúng tôi có những cái hội chẩn toàn viện và liên khoa khi có yêu cầu. Trong năm 2021 thì chúng tôi chia các nhóm dược sĩ lâm sàng theo hướng là phân nhóm theo chuyên khoa để các dược sĩ sẽ có hỗ trợ trong nhóm về các cái công tác thực hành dược lâm sàng, về duyệt thuốc và thông tin thuốc. Và chúng tôi chia thành 3 nhóm, trong đó có 2 khối chính. Thứ nhất là khối nội và khối bệnh mãn tính, và thứ hai là khối ngoại và khối bệnh cấp tính. Với khối nội, khối bệnh mãn tính là có 2 nhóm, đó là nhóm nội tim mạch và nhóm ung bướu. Mỗi nhóm có từ 3 đến 4 dược sĩ và đi với các chuyên khoa mà phù hợp.
theo đúng cái chuyên ngành của cái nhóm mình. Và khối ngoại bệnh cấp tính thì có 4 dược sĩ phụ trách và chủ yếu là sẽ có hỗ trợ hội chẩn với cả các bác sĩ cung cấp thông tin về các cái kháng sinh, gồm có 4 dược sĩ và liên quan đến các khoa ngoại tổng hợp, các khoa gây mê hồi sức phẫu thuật lồng ngực, các khoa chấn thương và hồi sức tích cực hay truyền nhiễm. Đấy là những khoa cấp tính. Công tác duyệt đơn thuốc nội trú thì chúng tôi trong năm 2021 thì chuyển toàn bộ cho các dược sĩ lâm sàng sẽ duyệt toàn bộ 100% các cái tiêu chí thuốc nội trú, và chúng tôi để triển khai trên toàn bệnh viện thì chúng tôi trước mắt là chúng tôi phải xây dựng cái bộ tiêu chí duyệt thuốc, trong đó có những cái bộ tiêu chí chung dựa trên các cái thông tư 23 năm 2011 về sử dụng thuốc trong bệnh viện và cũng như là thông nghị định về 131 về dược lâm sàng, để chúng tôi xây dựng những cái tiêu chí chung trong duyệt thuốc là đảm bảo các cái tiêu chí trong kê đơn là phải phù hợp với chẩn đoán điều trị, phù hợp với tình trạng của bệnh lý của bệnh nhân, phù hợp với tuổi, cân nặng, phù hợp với các hướng dẫn điều trị và không có đảm bảo không có sự lạm dụng thuốc. Tiêu chí cũng sẽ quan tâm đến cả đường dùng, về cái việc kê trùng thuốc, về tương tác thuốc chống chỉ định, về các cái thông tin cần phải lưu ý khi kê đơn, việc quá liều và các cái thuốc mới có cái, nếu sử dụng tăng đột biến là sẽ có trong cái tiêu chí chung. Ngoài ra thì cái tiêu chí của chúng tôi có chú trọng vào hai cái nhóm thuốc mà có sử dụng nhiều nhất trong bệnh viện về mặt kinh phí, đó là có cái bộ tiêu chí duyệt thuốc kháng sinh và bộ tiêu chí duyệt thuốc ung thư. Với những thuốc kháng sinh thì có những cái kháng sinh nào phải cần lưu ý đặc biệt, và với thuốc ung thư thì những cái thuốc đắt tiền thì sẽ phải có những cái lưu ý đặc biệt trong cái bộ tiêu chí dưỡng thuốc. Và đến hiện nay thì chúng tôi triển khai toàn bộ cho các dược sĩ lâm sàng thì trong đến năm 2021 đến 30 tháng 11 thì chúng tôi đã duyệt được đến gần 250.000 đơn thuốc, và trong đó thì tỷ lệ đơn thuốc có can thiệp là 1.600, chiếm gần như 100% các bác sĩ chấp nhận những cái ý kiến can thiệp của các dược sĩ lâm sàng. Với các nội dung can thiệp chủ yếu là về chỉ định thuốc, về liều dùng, về cách dùng và với cách những cái thay thế thuốc trong khi duyệt. Và chủ yếu là các dược sĩ lâm sàng thì sẽ duyệt trên phần mềm với các cái hệ thống kết nối liên thông từ khoa dược đến các khoa lâm sàng và có được cung cấp các cái thông tin bệnh án trên phần mềm. Và chúng tôi đây là cái hình ảnh của các dược sĩ lâm sàng ở tổ dược lâm sàng ngồi duyệt thuốc hàng ngày cho các khoa điều trị. Với các đơn thuốc ngoại trú thì chúng tôi có rà soát 100% các đơn thuốc ngoại trú bảo hiểm y tế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, đó là chúng tôi xây dựng cái cơ sở phần mềm về cái danh mục tương tác thuốc nội trú và ngoại trú và cài đặt kết nối cùng với cả cái hệ thống kê đơn thuốc trên phần mềm và cảnh báo trực tiếp cho bác sĩ về những cái tương tác thuốc cần lưu ý, tương tác thuốc chống chỉ định, và các bác sĩ sẽ trực tiếp đánh giá các cái cảnh báo này và để có cái sự quyết định. Đây là một cái hình ảnh rất là điển hình mà các bác sĩ khoa khám bệnh cũng như là một số khoa trong nội trú đã rất quen thuộc. Đó là một cái đơn thuốc có 3 thuốc nhưng mà xuất hiện cảnh báo về tương tác thuốc chống chỉ định giữa hai cái thuốc trong đơn, thì có trong phần mềm sẽ ghi rõ là hậu quả của cái việc tương tác thuốc này là gì và xử trí theo cảnh báo sẽ là chống chỉ định phối hợp, và bác sĩ sẽ có quyết định ở đây là đồng ý với khuyến cáo hoặc không đồng ý với khuyến cáo, là bác sĩ sẽ là người quyết định cuối cùng. Và ở đây thì cảnh báo trong toàn bộ các cái danh mục cũng như phần mềm sẽ có cảnh báo là không có cái thay thế nào để có thể khuyến cáo được, và ngay lập tức thì bác sĩ sẽ gần như 100% là bác sĩ đã đồng ý với cả cái khuyến cáo và dừng cái việc cặp tương tác chống chỉ định này. Qua ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng tôi cũng đã thấy rằng là cái phần mềm này cũng đã có cái vai trò rất là quan trọng với cả bác sĩ, và cũng đã thống kê được là các cái việc xuất hiện trong cái hoạt chất gây tương tác này có thể rà soát được rất là số lượng rất lớn và trong thời gian rất ngắn, chỉ 10 đến 20 giây có thể ngay lập tức cảnh báo cho các bác sĩ để các bác sĩ có cái sự quyết định phù hợp.
Trong cái việc mà thực hành dược lâm sàng tại các đơn vị trực tiếp thì dược sĩ có cái chúng tôi chia thành hai nhóm, đối là hai nhóm đơn vị là các đơn vị mà cần có dược sĩ hoạt động hàng ngày, đó là những cái đơn nguyên mà bệnh nhân nặng và cần sự trợ giúp của dược sĩ lâm sàng thường xuyên trực tiếp, đó là các đơn nguyên, đó là các đơn vị hồi sức tích cực, trung tâm cấp cứu A9, trung tâm huyết học truyền máu, trung tâm ung bướu, C1 tim mạch, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy. Và chúng tôi cũng chia nhóm các đơn vị khác, đó là những nhóm đơn vị thì có dược sĩ hoạt động định kỳ và can thiệp khi có ca bệnh khó, và dược sĩ sẽ cung cấp thông tin thuốc thường xuyên thì định kỳ theo lịch, và thường là chúng tôi sẽ có lịch từ 1 đến 2 buổi một tuần đối với cả các cái đơn vị này. Ví dụ như đối với trung tâm đột quỵ, với khoa thần kinh, khoa cơ xương khớp, phẫu thuật thẩm mỹ, chấn thương tình hình, các viện tim mạch, khoa nhi vân vân, thì đấy là các đơn vị mà chúng tôi chia nhóm ra. Thì các dược sĩ đi tại các khoa thì tham gia theo nhóm đa ngành, gồm có các bác sĩ, các cái bác sĩ vi sinh, các chuyên gia về dinh dưỡng, các điều dưỡng, và các dược sĩ sẽ thành các cái nhóm đa ngành lấy người bệnh làm trung tâm để đi buồng, để hội chẩn, để trao đổi chuyên môn. Và ở cái nhóm này thì nội dung can thiệp của dược sĩ sẽ thường tập trung vào các việc như là điều chỉnh liều thuốc, cảnh báo ADR, tương tác thuốc và hướng dẫn pha truyền vân vân. Và theo thống kê báo cáo thường xuyên của các dược sĩ tại các khoa lâm sàng thì cái tại các khoa lâm sàng thì can thiệp trực tiếp trong năm 2021 là 470 can thiệp tất cả đối với những cái nội dung can thiệp như tôi vừa trình bày. Hội chẩn chuyên môn là cũng là công việc thường quy của các dược sĩ lâm sàng, và chúng tôi thì tham gia hội chẩn cả hai cấp là hội chẩn toàn viện và hội chẩn liên khoa. Hội chẩn toàn viện là sẽ khi có những ca bệnh nặng có giấy mời, còn hội chẩn liên khoa là các khoa sẽ chủ động gửi hồ sơ bệnh án để mời các dược sĩ hội chẩn. Và hội nội dung hội chẩn thì thường xuyên là về xin ý kiến điều trị, về lựa chọn thuốc thay thế, về chỉnh liều, về ADR và cái lựa chọn thuốc trong một số trường hợp. Và theo cái con số nhìn vào đây thì các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp thì có thể thấy là cái số ca hội chẩn tăng một cách rõ rệt từ những năm 2015 cho đến năm 2021. Và chúng tôi số ca đặc hội biệt chẩn là ở trong năm các bệnh nhân 2021 mặc tư dù hoặc là là tình hình dịch bệnh số bệnh nhân giảm rất nhiều, nhưng mà bộ số phận ca cơ thể hội người chẩn liên khoa liên viện của các dược sĩ lâm sàng thì tăng gấp đôi so với cả cái năm mình đình không nhiều động động bệnh nhân nhất là năm 2019. Và chúng tôi cái ca hội chẩn này thì cũng là do lý do là chúng tôi đã mở rộng các lĩnh vực hoạt động của các dược sĩ, chia nhóm của các dược sĩ đối với cả các khoa, và chúng tôi cũng mở rộng cái phạm vi áp dụng xác định nồng độ thuốc trong máu của các kháng sinh trong bệnh viện. Cái mảng công việc thứ hai mà được chú trọng trong công tác dược lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai đó là công tác thông tin thuốc. Thông tin thuốc thì từ năm 2007 đã có cái tổ xây dựng cái tổ chuyên trách của thông tin thuốc đặt trong tổ dược lâm sàng. Tuy nhiên thì hiện nay là gần như tất cả các dược sĩ lâm sàng đã chia theo nhóm khoa sẽ có nhiệm vụ là cung cấp thông tin thuốc cho các đơn vị và các bác sĩ trong cái nhóm mình phụ trách. Cái công việc thông tin thuốc của các cán bộ của khoa dược Bạch Mai thì có nhiều hình thức. Chúng tôi có thông tin thuốc cho cán bộ y tế dưới các hình thức, đó là xuất bản các cái bản tin thông tin thuốc có chất lượng. Cái này thì chúng tôi hiện tại đang xuất bản 2 bản tin trong một năm, và chúng tôi có cái cập nhật về các thông tin về cảnh báo sử dụng các hạn chế chỉ định thuốc cho cán bộ y tế trong bệnh viện. Cái này thì thường xuyên có những cái thông tin là chúng tôi sẽ cập nhật luôn và không chờ cái bản tin thông tin thuốc. Và hàng ngày thì sẽ có những cái trao đổi chia sẻ thông tin về sử dụng thuốc giữa khoa dược và các đơn vị lâm sàng. Và chúng tôi có cái cung cấp thông tin kê đơn của các thuốc đang sử dụng trong bệnh viện trên phần mềm kê đơn thuốc. Một cái đối tượng thứ hai mà chúng tôi cũng chú trọng đó là thông tin thuốc cho bệnh nhân với 2 hình thức, đó là triển khai cái hoạt động hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân ung thư và tổ chức hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân đái tháo đường. Đây là hình ảnh của các cái bản tin thông tin thuốc mà chúng tôi cũng đã xuất bản từ nhiều năm trước và duy trì cho đến năm 2021. Và chúng tôi tất cả những cái bản tin này thì đều đều cập nhật ở trong trên trang web của bệnh viện.
các nội dung thông tin thuốc thì hai số một năm này gồm rất nhiều chủ đề và rất là phong phú về tất cả các nhóm thuốc như là nhóm kháng sinh, nhóm tim mạch, nhóm ung biếu, cả các cái nhóm thuốc khác về an toàn thuốc đều có những cái bản tin có thông tin cập nhật để cho các cán bộ y tế trong bệnh viện để nắm được. Chủ biên là lãnh đạo bệnh viện và có ban cố vấn cũng như ban biên soạn là các dược sĩ lâm sàng sẽ tham gia vào ban biên soạn các cái bản tin này. Đây là những cái hình ảnh của những cái bản tin mà chúng tôi có cập nhật từ những cái thông tin từ các cái tổ chức quốc tế, các nước quốc tế là chúng tôi cũng có cập nhật vào. Đây là bản tin định kỳ mà cũng có ví dụ như là các cái liên quan đến tính cập nhật của các thuốc chống đông thì chúng tôi cũng đã có cập nhật. Trong trang web về kê đơn của bệnh viện thì chúng tôi có cái cập nhật toàn bộ tất cả những cái thông tin kê đơn ở tờ hướng dẫn sử dụng cho tất cả các thuốc trên phần mềm của kê đơn của bác sĩ để bác sĩ có thể tra cứu bất cứ lúc nào. Và đây là chúng bác sĩ chỉ cần kích vào cái thông tin về thuốc này là lập tức cái tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc sẽ hiển thị ra và các bác sĩ có thể tra cứu thông tin chi tiết liên quan đến mọi thông tin về thuốc. Đây là những cái văn bản mà chúng tôi, ngoài những cái hình thức mà bản tin thông tin thuốc thì chúng tôi có những văn bản chính thức gửi cho các khoa, các đơn vị về cập nhật cảnh báo, về an toàn, về chỉ định thuốc cho các đơn vị, đặc biệt là đối với những cái tác dụng phụ nghiêm trọng, những cái thông tin mà của các cơ quan cấp trên như Cục Quản lý Dược của Trung tâm ADR gửi đến thì chúng tôi sẽ có những cái thông tin gửi đến ngay lập tức cho các bác sĩ. Chúng tôi cũng cái hình thức mà chúng tôi cũng chia sẻ thông tin đó là những cái trao đổi về tổng kết rút kinh nghiệm, chia sẻ thông tin một cái chính thức giữa hai khoa hoặc là những cái buổi đào tạo tập huấn của các dược sĩ đối với cả các cán bộ y tế của các khoa thì chúng tôi cũng đã làm thường quy và có rất nhiều đơn vị lâm sàng trong bệnh viện thì đã mời các dược sĩ lâm sàng xuống để chia sẻ, để tập huấn các cái thông tin liên quan đến sử dụng thuốc trong bệnh viện. Với hình thức thông tin cho các bệnh nhân thì chúng tôi có hình thức cho các bệnh nhân để cho thấy các cái bệnh nhân sẽ được hướng dẫn về sử dụng thuốc và hiểu biết của người bệnh để nâng cao về các cái bệnh ung thư hay bệnh đái tháo đường thì cũng cập nhật cho các bác sĩ, cho các bệnh nhân được biết để bác sĩ hỗ trợ trong cái vấn đề sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Chúng tôi cũng xây dựng các cái công cụ hướng dẫn thuốc cho bệnh nhân trên hình thức là tờ thông tin thuốc và video hướng dẫn cho sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Và với những cái thông tin thuốc này thì bệnh nhân cũng rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng. Và đây là hình ảnh mà bệnh nhân sử dụng tờ hướng dẫn sử dụng thuốc và video đã được sử dụng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Và đây là một cái dự án mà chúng tôi đã có sự hỗ trợ của Nhật Bản để mà có thể xây dựng những cái bộ công cụ một cách tối ưu cho bệnh nhân để bệnh nhân nắm được. Một cái hoạt động thứ ba mà chú trọng trong công tác dược lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai đó là hoạt động cảnh giác dược. Qua hàng năm thì chúng tôi cũng với sự hỗ trợ của dược sĩ lâm sàng thì có tăng cường cả về số lượng và chất lượng báo cáo ADR trong bệnh viện. Đồng thời chúng tôi có triển khai hoạt động giám sát AR thì thông qua cái việc chủ động giám sát kết quả xét nghiệm và sử dụng cái bộ công cụ phát hiện tín hiệu để nhằm phát hiện cảnh báo nguy cơ và dự phòng nguy cơ cảnh giác dược đối với một số nhóm thuốc. Chúng tôi thì đã có tích cực giám sát hoạt động thông qua của dược sĩ lâm sàng thì chúng tôi cũng đã có sửa đổi cái quy trình báo cáo AR cập nhật ngay khi mà có quyết định 122 của Bộ Y tế ban hành về hướng dẫn cảnh giác quốc gia về cảnh giác dược. Và chúng tôi cũng có hướng dẫn các cái hình thức báo cáo ADR online để mà nhằm tiện lợi cho bác sĩ. Cái này thì cũng đã triển khai cái báo cáo ADR online ngay cả thành phố Hồ Chí Minh khi mà chúng tôi triển khai Bệnh viện Dã chiến số 16 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các cái dược sĩ thì hoạt động dược lâm sàng cũng đã có những cái tích cực giám sát hoạt động dược lâm sàng và có cái thẩm định đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa phản ứng AR với ADR với cả cái thuốc nghi ngờ để tư vấn cho các bác sĩ lâm sàng trong cái việc phát hiện, xử trí và dự phòng những cái ADR sắp xảy ra. Số lượng báo cáo ADR tự nguyện thì của Bệnh viện Bạch Mai thì luôn luôn đứng trong cái top đầu
của 10 đơn vị trong cả nước có số lượng báo cáo AR cao nhất, và kể cả năm 2021 thì số bệnh nhân giảm thì cũng đã có duy trì cái hoạt động ADR cao tương đương của cái năm 2019, để cho thấy cái việc báo cáo AR tự nguyện đã thành một cái nền nếp của tại bệnh viện. Ngoài cái báo cáo ADR tự nguyện thì chúng tôi có triển khai các hoạt động thúc đẩy cái công tác giám sát AR qua các năm. Ví dụ như là chúng tôi có cái giám sát AR có chủ đích tại trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, báo cáo chủ đích ADR với thuốc cản quang, giám sát ADR có chủ đích tại các cái trung tâm y học hạt nhân, viện sức khỏe tâm thần, vân vân. Từ năm 2018, trong trong giai đoạn 2018 đến 21 thì chúng tôi tầm soát AR thông qua cái kết quả xét nghiệm và có cái bộ công cụ, ví dụ như là giả soát kết quả xét nghiệm về biến cố rối loạn kali máu, bộ công cụ phát hiện tín hiệu trên bệnh nhân tim mạch, giả soát các biến cố, căn cứ cái biến cố giảm bạch cầu, tiểu cầu, và từ đó thì có những cái tầm soát được ADR, và những cái này thì chúng tôi cũng đã có những cái kết quả công bố trên các cái tạp chí có uy tín của trong toàn quốc. Và chúng tôi tiếp tục cái nhân rộng các cái mô hình triển khai các cái giám sát có chủ đích này thành cái hoạt động thường quy để nhằm thu thập được các cái ADR ngoài cái hình thức báo cáo tự nguyện, và phát hiện được các ADR có khả năng phòng tránh để giúp cảnh báo nhân viên y tế trong thực hành. Và cái việc việc báo cáo giám sát ADR tích cực này thì đã có những cái số lượng báo cáo tăng rất là cao và có vai trò can thiệp của dược sĩ, và chúng tôi cũng đã trong năm 2021 cũng đã đăng được ba bài báo công bố những cái kết quả này, và cũng đang chuẩn bị đăng tiếp một bài nữa là 4 trong năm 2021. Kể cả trong cái việc mà tiêm phòng vaccine thì chúng tôi cũng xây dựng cái bộ công cụ để báo cáo ADR online có chủ đích để báo cáo cái trong cái những cái ADR của vaccine phòng chống COVID, để mà có những cái báo cáo cập nhật kịp thời cho ban chỉ đạo phòng chống COVID để xử trí. Và đây là cái hình ảnh mà chúng tôi tổng kết những cái số lượng vaccine có biến cố phản vệ đối với từng cái loại như là vaccine Astra, vaccine Pfizer và vaccine Moderna, và cho thấy rằng là hiện tại thì báo cáo tích lũy của chúng tôi trong năm thì có 27 ca có phản vệ độ 2 trở lên, và chiếm nhiều nhất là vaccine Astra. Chiếm nhiều nhất, và chúng tôi có cả thống kê về các cái số lượng, mức độ cũng như là loại báo cáo, loại xảy ra và thời gian xảy ra phản ứng nhiều nhất là trong vòng 15 phút sau khi tiêm. Thông qua các cái kết quả sàng lọc, kết quả xét nghiệm thì chúng tôi cũng đã có những cái kết quả để công bố trên các cái tạp chí. Một cái công việc thứ tư mà chúng tôi tập trung trong công tác dược lâm sàng đó là công tác quản lý sử dụng kháng sinh. Thì với những cái kết quả chủ yếu đó là chúng tôi ban hành cái quy trình và ban hành và áp dụng các cái quy trình định lượng thuốc trong máu đối với amikacin, đối với vancomycin cả người lớn và trẻ em. Chúng tôi cũng ban hành cái quy trình sử dụng colistin từ năm 2019 thay thế cho quy trình cũ năm 2012, và hiện nay vẫn đang áp dụng cái quy trình này. Chúng tôi cũng triển khai cái quy trình kháng sinh dự phòng tại khoa phẫu thuật lồng ngực từ năm 2018 đến nay, và đang mở rộng áp dụng tại khoa phẫu thuật tiêu hóa gan mật tụy. Chúng tôi cũng phân tích tiêu thụ kháng sinh định kỳ và xây dựng các cái hướng dẫn sử dụng thuốc kháng sinh dự trữ và kháng nấm. Quy trình giám sát vancomycin ở trên người lớn và đã xây dựng, đã được ban hành ở trên bệnh nhi, triển khai vào năm 2021, thì có cái sửa đổi chủ yếu đó là chuyển từ cái mục tiêu xác định nồng độ thuốc thông qua cái C-CHOP, bây giờ chuyển thành mục tiêu là thông qua cái AUC để hiệu chỉnh liều theo AUC. Với cái công cụ là chúng tôi hiệu chỉnh liều theo AUC và sử dụng cái phần mềm hỗ trợ với phương pháp tiếp cận Bayesian, và chúng tôi đã sử dụng cái này, và các bác sĩ cũng đã rất là tín nhiệm các cái dược sĩ của khoa dược ứng dụng cái phần mềm này để hiệu chỉnh liều, đảm bảo cái hiệu quả sử dụng vancomycin. Quy trình colistin thì hiện nay đã áp dụng theo cái quy trình được hiệu chỉnh từ năm 2019, và cho đến nay thì 100% các bệnh nhân trong bệnh viện sử dụng colistin thì được dược sĩ lâm sàng tính liều, chỉnh liều và đảm bảo hiệu quả điều trị an toàn cho bệnh nhân và phòng tránh kháng thuốc. Với quy trình kháng sinh dự phòng thì chúng tôi từ năm 2018 đến nay đã áp dụng một cách thường quy tại khoa phẫu thuật lồng ngực. Chúng tôi cũng đã quy phối hợp với cả
khoa để xây dựng cái quy trình kháng sinh dự phòng về các cái tiêu chí để sử dụng kháng sinh dự phòng, về liều dùng, về loại thuốc kháng sinh, về cái giai đoạn áp dụng, và giai đoạn áp dụng từ năm 2021, từ năm 2018 và đến 2019 thì đã đánh giá hiệu quả, và đến từ năm 2019 đến nay thì đã đánh giá sử dụng, đánh giá hiệu quả và áp dụng một cách thường quy, thì cho thấy rằng là việc áp dụng kháng sinh dự phòng đã giảm được số ngày nằm viện sau phẫu thuật một cách rõ rệt, và giảm chi phí cho một đợt phẫu thuật giảm 10 lần cái chi phí tiền kháng sinh và vật tư y tế đi kèm, giảm được cái số lượng, số lần kháng sinh do điều dưỡng sử dụng trong một đợt phẫu thuật. Và một điều quan trọng nhất đó là khi áp dụng kháng sinh dự phòng thì không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ so với sử dụng kháng sinh thường quy trước khi có quy trình. Chúng tôi cũng thường xuyên phân tích các cái chi phí về tiêu thụ của các kháng sinh trong toàn bệnh viện. Và đây là cái hình ảnh mà nhóm kháng sinh dự trữ là rất là nổi trội trong cái thời gian 5 năm. Qua phân tích 5 năm thì cho thấy là cái xu thế sử dụng linezolid đang tăng theo hàng năm về lượng. Về lượng thì tăng nhiều nhất vào năm 2018 và năm 2019. Đến năm 2020 thì vẫn đang ở trong một cái xu thế cao, và năm 2021 thì chúng tôi đã có cái số liệu báo cáo của 9 tháng. Và về chi phí thì xu thế tăng dần của colistin cũng đang tăng dần cả về lượng và về tiền. Và về chi phí thì linezolid cũng tăng dần theo năm theo với số lượng. Chính vì vậy qua những cái phần phân tích đấy thì chúng tôi cũng cho thấy rằng là cái việc mà cần thiết là phải có những cái việc hướng dẫn sử dụng kháng sinh dự trữ, trong đấy có cả không chỉ colistin nữa mà có cả linezolid, cũng cần phải có cái hướng dẫn sử dụng. Và chúng tôi đã xây dựng cái quy trình để quản lý cái sử dụng linezolid cho bệnh viện. Ngoài ra thì cái việc mà quản lý các thuốc kháng nấm hiện nay cũng đang có cái sự tăng dần theo các năm về cả về lượng và về tiền, nhưng chúng tôi cũng đang xây dựng cái quy trình mà quản lý các thuốc kháng nấm. Một cái mảng mà chúng tôi vô cùng tập trung nhấn mạnh vào trong năm 2021 so với cả các năm trước đây, đó là công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ năm 2021 thì chúng tôi xây dựng cái chương trình đào tạo cho các dược sĩ trong toàn khoa, đặc biệt là cho các dược sĩ đại học, với cái hình thức là sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, từ tất cả các chủ đề như là thuốc ung thư, huyết học, các tim mạch, thuốc thận, tiết niệu, thuốc kháng sinh, thuốc ngoại khoa, kể cả thuốc chống độc, thì chúng tôi đều đưa vào cái chủ đề theo hàng tháng, và theo tháng và mỗi tuần thì sẽ có những cái chủ đề. Và với cái vai trò tập huấn của các chuyên gia, của các bác sĩ đầu ngành trong bệnh viện cũng như là các dược sĩ trong khoa, thì sẽ là các cái chuyên khoa trong đào tạo. Tính đến từ tháng 5 năm 2021 thì đến nay thì chúng tôi đã tổ chức hơn 30 buổi sinh hoạt chuyên môn với hơn 50 bài báo cáo khoa học, với các sự tham gia của các cái dược sĩ trong khoa dược cũng như là các chuyên gia lâm sàng, và với hình thức là trực tuyến. Mặc dù là trong chống dịch thì chúng tôi sẽ có hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp với trực tuyến để cho tất cả các dược sĩ trong khoa có thể tham gia được. Về việc nghiên cứu khoa học thì chúng tôi cũng đã thành một cái nền nếp thường quy của các năm, và về việc triển khai các cái đề tài cấp cơ sở và công bố các cái trên nhiều tạp chí dược trong nước và ngoài nước. Kết quả trong năm 2021 thì cho thấy là nghiệm thu trong năm 2021 thì cho thấy chúng tôi có nghiệm thu được 8 đề tài cấp cơ sở trong năm 2020, báo cáo triển khai 10 đề tài cấp cơ sở năm 2021 và đang hoàn thành chuẩn bị nghiệm thu trong tháng 12 và tháng 1 sắp tới. Và những cái đề tài của năm 2020 và 2021 chúng tôi đã công bố được 12 bài báo trên các tạp chí y dược trong nước, và một bài báo tăng trên tạp chí nước ngoài, và có 5 bài báo đang phản biện và đang chờ được đăng. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã đăng ký để triển khai tiếp 10 đề tài cấp cơ sở trong năm 2022, và với tất cả các cái mảng không chỉ là kháng sinh nữa, mà chúng tôi có tập trung cả về các cái mảng nghiên cứu về các cái bệnh mãn tính như là bệnh ung thư, bệnh nội tiết tiểu đường, tim mạch, và cả các cái mảng liên quan đến phân tích sử dụng thuốc cũng như là đấu thầu cung ứng thuốc cho bệnh viện.
Để đạt được những cái thành tựu trong công tác dược lâm sàng từ giai đoạn vừa qua và đặc biệt trong trong năm 2021 thì chúng tôi có những cái sự hỗ trợ rất nhiều, cái sự quan tâm chỉ đạo và đặc biệt là của ban giám đốc bệnh viện cũng như là các khoa lâm sàng là luôn luôn là coi công tác dược lâm sàng là trung tâm quan trọng trong công tác dược bệnh viện, và đồng thời là các dược sĩ lâm sàng có cái sự đam mê nỗ lực và có những cái bề dày được kế thừa của những cái giai đoạn trước là các công tác dược lâm sàng đã trở thành một cái nền nếp của dược Bạch Mai từ các năm trước đây, và chúng tôi cũng có sự đam mê nhất định và các tinh thần làm việc nhóm, sự hỗ trợ trong trong và ngoài nước là có thành công của trong công tác dược lâm sàng, và một cái mô hình viện trường đã góp phần thành công của công tác dược lâm sàng, và chúng tôi có một phó trưởng khoa là phó giáo sư Hoàng Anh là người của bệnh viện, của giáo viên của trường thì đã là phụ trách trực tiếp công tác dược lâm sàng tại bệnh viện, góp phần đẩy mạnh công tác dược lâm sàng cũng như đào tạo nghiên cứu khoa học của bệnh viện Bạch Mai, và mô hình này cũng đã góp phần thành công của dược lâm sàng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có một số khó khăn nhất định trong công tác, đó là cái đội ngũ nhân lực hiện nay là chúng tôi có từ 13 đến 15 dược sĩ, vẫn chưa đáp ứng được hoàn toàn các cái yêu cầu về công tác dược lâm sàng trong bệnh viện. Và với 7 dược sĩ có mặt tại tất cả các nhà thuốc trực tiếp làm công tác dược lâm sàng, tuy nhiên cái mô hình dược lâm sàng tại nhà thuốc thì chưa hoàn thiện, chúng tôi đang tiếp tục phát triển để triển khai cái dược lâm sàng tại từng cái nhà thuốc, và đặc biệt là cái công nghệ thông tin của bệnh viện thì hiện nay chưa tương thích và quy mô chưa tương thích với quy mô phát triển. Và định hướng phát triển của chúng tôi trong công tác dược lâm sàng thì chúng tôi tiếp tục và phát triển các dược công tác dược lâm sàng tại các khoa, tăng số lượng của các khoa có dược sĩ lâm sàng hàng ngày tham gia đi buồng trực tiếp trao đổi với bác sĩ về những thuốc cho người bệnh, và kết hợp với mô hình của hoạt động dược lâm sàng có định kỳ từ 1 đến 2 buổi tại tất cả các khoa khác để giải quyết các vấn đề khó trong sử dụng và hội chẩn các khoa bệnh khó, và chúng tôi tiếp tục duy trì cái chương trình quản lý kháng sinh và tiểu thụ kháng sinh trong bệnh viện. Về thông tin thuốc thì chúng tôi sẽ tăng cường trao đổi thông tin thuốc hai chiều giữa các bác sĩ điều dưỡng các khoa và cập nhật thông tin hữu ích của các khoa lâm sàng, tăng số lượng bản tin thông tin thuốc và kịp thời cập nhật thông tin mới, và tiếp tục duy trì cái nền nếp giám sát ADR tích cực trong bệnh viện. Đào tạo về nghiên cứu khoa học về nhân lực thì chúng tôi sẽ đã đề xuất và được ban giám đốc ủng hộ để chúng tôi sẽ có thể bổ sung và đào tạo công tác nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện, và đã đề xuất để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ hoạt động dược lâm sàng để đảm bảo hiệu quả và nhân lực. Chúng tôi xin hy vọng là trong cái thời gian tiếp theo với những cái nền nếp hiện có, với nhân lực mạnh hiện có thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển trở thành một cơ sở phát triển dược lâm sàng hàng đầu trong các bệnh viện trong toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe cái bài báo cáo của tôi. Xin cảm ơn.